chào mọi người nha. Bữa nay thì mình đi chài nha mọi người. Nước á, lúc này nó khô quá mình không có đi giăng lưới được mọi người ơi. Giờ bữa nay mình đi chài kiếm cá ăn thôi. À, nhà mình xả nước á, nó khô. Thành ra giờ mình không bơi xuồng được nữa. Giờ mình đi chài. Mình thấy xả nước ra cá nó cũng dồn xuống mương nè, để coi mình chài xem sao nha mọi người. Lựa chỗ im im coi. Quá đã, quá đã. Im không mọi người? Giờ thì mình chờ đón những chú cá chui vào cái chài mọi người ơi. Cảm giác chài sướng thiệt. Ồ, nghe tật tật rồi đó. Sắn vô chài kịch kịch rồi đó. Vũ vũ cái chài chết chưa? Mọi người thấy dễ kiếm cá ăn không? Ồ, nghe nó đâm vô lưới bực bực rồi đó mọi người. Ôi trời 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 trời. Thấy hàm mọi người. Nó nó quá. Có tôm luôn mọi người ơi. Dính tôm luôn. Dính tôm luôn. Quá đã mọi người. Xuống chưa nè, nè nè. Nè mọi người thấy không? Thấy không? Thấy không? Ý ý ý, quá đã. Mê 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 im im im. Im im. Trời 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 trời. Để dạo xịn nghe mọi người. Ai. Xuống chưa, xuống chưa? Dính tôm luôn mọi người. Dính tôm luôn. Nè 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 mọi người ơi. Tôm nè. À tôm nè. Chỗ thấy ham chưa? Con tôm. Nó bún chặt 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 luôn. Wow, sướng thiệt. Để mình sẽ lấy cá ra. Sướng chưa? Màu anh. Chỉ là như là ấm rồi đó. Con cá này nó ú. Ghê chưa, ghê chưa. Ngon. Ngon tuyệt vời luôn. Nó ú màu mềm luôn. Chiều nay mình vô mình làm món gì ăn. Để suy nghĩ. Chiều nay kho tương chấm rau. Cái cá chạy lên đó. Nó nghe mình động động cái nó chạy xuống. Một cái. Quá đã. Đỡ hơn nãy à. Nhiều hơn nãy hay gì. Ăn cá nó cũng nhát mọi người. Chạy thì mốt mốt cũng được bữa chiều chứ. Chứ cũng được một bữa cơm xịn soạn đó. Chứ không phải giỡn đâu bạn nghe. Để ngầm ngầm cái trời nó con cá nó sắn vô trong cái túi. Cái thời lệnh chạy mất. Nó lẹo cái chạy. Rồi xong. Vuột mí rồi có nắm được mí đâu. Quên luôn. Ồ dính tôm luôn. Ủa chạch chạch luôn. Cá này cái gượt nó vậy đó. Anh thấy dính nhiều hơn nãy. Anh giải ngay cái chỗ đó. Dạ không có tới. Cao quá. Lôi. Cái này dính con gì mọi người? Mọi người nhìn nè. Trời ơi. Trời cá mà nó dính miếng con gì trời bắn luôn. Dữ dằn thiệt chứ. Dính kiểu này thì bó tay không biết được gỡ luôn mọi người. Trời ơi, cá mình cần chài vậy đó. Không dính mẹ gì, dính cái này cỡ này sao gỡ. Làm cho nó im im mới chài cái cho nó đã này. Vô cái tật luôn. Im rồi đó. Giờ quăng thêm một cái chài nữa. Ồ chỗ này cay dữ ta.
Sao vậy? Lấy thế à? Méo luôn mọi người ơi. Méo xẻo rồi treo luôn. Chỗ này khó chạy quá, chỗ này gốc quá. Kệ đi, cũng có cá dính kìa. Dở mà nhờ hên nha mọi người. Trời dở nhưng mà hên. Quá trời, cá chỗ này nhiều nè. Ê, ghê chưa, ghê chưa. Nó giật tặc 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 luôn. Uông cá chốt chạm đá lửa luôn. Em hơn nãy giờ luôn. Ồ, nhiều. Ý, hiệu quả lắm mọi người. Wow. Cá chốt chà bá luôn. Ý nè, cá chốt nè. Ghê chưa. Ồ, cái gốc cũng tà bá lửa luôn. Im chưa. Im. Cá chốt ngon quá. Dính cá chốt. Gốc cá, gốc cỏ gì cũng có luôn. Dính con tép luôn. Tép luôn. Ghê chưa. Nào, nuôi. Con cá to. Vô em ơi. Bây giờ cũng bận rồi nè mọi người. Chắc cũng gần đủ ăn rồi. Giờ mình đi vô chổng mình kiếm một chỗ mình chài một cái nữa là đây đủ ăn luôn rồi đó mọi người. Im, thấy chưa. Vô chổng mình kiếm một chỗ mình chài nữa. Ôi trời, con mấy cái chốt còn mắc cái này luôn. Trời. Xíu luôn. Này mà không thấy bắt ngay nó ăn cái là rồi. Cũng mơ tới rồi mọi người. Mình đi vô xíu mình chài nữa mình nghỉ mọi người. Trời cũng sắp mưa tới rồi. Chạy xiết mình vô nhà. Trời nãy giờ nó yếu sức. Trời nó méo. Gốc cái gì đó nghe. Ôi trời. Nghe nó sắn vô chài là nghe đã sướng. Đó con về lên cục cạch đó. Thấy hàm. Nè mọi người thấy chưa, cá nè. Tôm luôn. Chéo bay ba luôn. Hết hồn hết vía. Giờ mình cũng bắt đầu vô nhà thôi. Vô nhà làm cơm chiều ăn. Trời cũng tối rồi đó, mưa cũng sắp đến rồi. Giờ mình tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người theo dõi mình nha. Bye bye.